Tuy là cơn bão số 10 không trực tiếp đi vào tỉnh Thanh Hóa, nhưng thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho biết, thì tỉnh này đã chịu thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng. Tính đến hết ngày hôm qua, thì bão số 10 đã làm hai người chết, hàng trăm ngôi nhà bị ngập nước, thiệt hại hoàn toàn hàng ngàn hecta lúa qua màu bị hư hỏng. Nhiều nơi thì vẫn còn bị cô lập. Sáng hôm qua, mưa lớn, lũ quét đã xảy ra tại xã Cẩm Thạch, huyện miền núi Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Con đường giao thông duy nhất vào làng Thung xã Cẩm Thạch bị chia cắt. Toàn bộ 48 hộ dân với gần 200 nhân khẩu, làng thung bị cô lập hoàn toàn. Tại một số xã huyện Bá Thước có trên 200 hộ bị ngập úng cục bộ, phải di rời tài sản và người khỏi vùng nguy hiểm. Một số tuyến đường bị ngập cục bộ, một số bị sạt lở dẫn đến chia cắt giao thông, hai cầu tạm bị trôi và hai công trình thủy lợi bị hư hỏng. Các lực lượng chức năng đang huy động tối đa lực lượng để đến các khu vực sung yếu, khẩn trương di rời các hộ có nguy cơ sạt lở đất lũ ống, lũ quét, chốt chặn, cắm biển báo những khu vực nguy hiểm cho người và các phương tiện, đảm bảo không gây thiệt hại về người, hạn chế thiệt hại về tài sản cho nhân dân. Toàn tỉnh Thanh Hóa có 357 nhà bị ngập nước, hai nhà bị tốc mái, 48 nhà sập hoàn toàn. Tỉnh có hơn 1.800 hecta lúa mùa bị ngập, hơn 3.000 hecta nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.